Tuy mạnh yếu từng thời khác nhau nhưng quân nào cũng có điểm yếu. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Tuy thì thơ không vần nhưng mà đã thể hiện được phần nào chủ đề của video này. Chào mừng em đã quay trở lại với Rock PI. Hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích ưu nhược điểm của từng loại quân trên chiến trường. Loại quân nào đang chiếm ưu thế ở lĩnh vực nào, loại quân nào bết bảng. Tất cả sẽ được làm rõ trong video này. Không chần chừ nữa, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Sức mạnh của kỵ binh từ trước đến nay không phải bàn cãi. Đến giờ thì đã có chê bai rồi. Kỵ binh là loại binh chủng sở hữu tốc độ hành quân cao, thường mang tiếng là có khả năng sốc sát thương rất tốt và luôn là loại quân có chỉ huy khởi đầu cho thế hệ chỉ huy mới. Gọi một cách mỹ miều hơn đó là tạo chen anh em ạ. Còn có tạo chen hay không thì không ai biết. Vậy đâu là những ưu điểm của dân chơi kỵ binh? Đầu tiên như mình đã nói, nổi bật của loại quân 5 chân này đó là tốc độ chạy. Cái này thì cực kỳ quan trọng trong những trận chiến dài, di chuyển xa. Đến sớm tạo bô sớm là có lợi thế sớm rồi, điều này không thể chối cãi. Chưa kể là nếu có méo mặt thì những đạo quân kỵ cũng có thể về reset nhanh hơn nữa. Và 6 kế chạy nhanh là ưu thế. Tiếp theo, bộ trang bị của kỵ binh là niềm ao ước của hai loại quân còn lại. Bộ trang bị này thì cộng rất nhiều máu, mà máu là chỉ số thấp nhất của mọi loại quân. Tăng một lượng máu đáng kể như này là điều cực kỳ quan trọng và cần thiết, nhất là dành cho loại quân vẫn thường được đánh giá là mỏng manh như ở kỵ binh. Cái thứ ba đó là dân chơi kỵ luôn tự hào vào việc đánh nhanh ra. Ý mình đây là nhanh ra kỹ năng. Thật vậy, kỵ binh là loại quân có khả năng hồi nộ nhanh nhất trò chơi. Thế hệ thứ hai chúng ta có khan béo, thế hệ thứ năm thì chúng ta có hạng vũ, thế hệ bảy thì chúng ta có gian p, thế hệ thứ tám thì có hoa cứu bệnh. Toàn những anh tài trong làng xuất chiêu sớm, như những tiêu chí mà video xếp hạng mình có nhắc đến. Hồi nộ nhanh và tái tạo kỹ năng liên tục là một điểm cộng to đùng, và kỵ binh thì có cả hai điều đó. Mà điều đó thì dẫn đến ưu điểm tiếp theo, nhờ khả năng hồi chiêu nhanh, kỵ binh tỏ ra cực kỳ đa dụng trong việc ghép cặp, đặc biệt là từ thế hệ thứ 8 đổ lại phía trước. Gần như bạn lên ai thì người đó cũng đều phù hợp với những chỉ huy thế hệ trước đó. Bạn lên Saladin, đơn giản là có Athea đi phụ Saladin để ghép thành một cặp đi bắp cực khỏe ở KvK2. Lên William ở Gen 4 thì lúc này Saladin William sẽ trở thành một cặp đi bắp khác. Có hạng vũ Gen 5 thì hạng vũ William vẫn dẫn đầu top kiếm kill trong một khoảng thời gian dài. Lên Gen 6 thì có Netsky ra mắt và chắc chắn không cần nhắc đến quá nhiều. Hạng vũ Netsky đơn giản là ao trình ở thời điểm đó. Điều đó cũng xảy ra với cả Doan P và Hoa Cứ Bậy ở các thế hệ sau. Có những thời điểm với chỉ huy kỵ binh, bạn không cần phải hỏi hai cặp chỉ huy nào mạnh nhất. Bạn chỉ cần lên 4 chỉ huy ở vòng quay, xếp kiểu gì cũng mạnh. Nói chung là chỉ huy kỵ binh khá bền trong việc ghép cặp. Những vị chỉ huy cũ vẫn có một chỗ đứng nhất định nếu các bạn biết cách tận dụng. Thêm một ưu điểm không thể không nhắc đến nữa đó chính là khả năng rally nhà. Attila và kỵ binh là vô địch ở khoản này. Đốt nhà Zero cứ phải gọi là hết nước chấm. Thiên hạ từ cổ chí kim chưa ai qua được Attila và đồng bọn của hắn ở khoản này. Phải nói là nhức cái nách luôn. Và cuối cùng đó là về mảng đồn trú. Ở thời điểm hiện tại, Eleanor vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chỉ huy này xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ KVK địa ngục nhất cho đến những KVK ship thấp hơn. Eleanor đang đối phó khá ổn với những chỉ huy rally bộ binh hay là cung thủ ở thời điểm hiện tại. Ưu điểm thì có rồi, vậy nhược điểm của kỵ binh là gì? Đó là khả năng hơi bị lỗi thời trong các thể loại sát thương. Bộ binh thì có sát thương trừng phạt, cung thủ thì có sát thương chuẩn, kỵ binh thì vẫn đang gào thét với quả sát thương trực tiếp xuất hiện từ lúc game ra mắt đến giờ. Nhưng mà không sao, vẫn chơi tốt. À đấy là anh em kỵ binh bảo với nhau thế, chứ mình thì mình thấy cũng hơi buồn cho anh em chơi kỵ đấy. Tiếp theo, mặc dù có điểm mạnh đó là khả năng hồi nộ và tái tạo kỹ năng nhanh, nhưng mà ở thời điểm hiện tại, số lượng chỉ huy kỵ binh có sát thương diện rộng là quá hạn chế. Ổn nhất thì có cô nàng Doan P, William thì có sát thương diện rộng đấy nhưng mà lại là hình chữ nhật và cực kỳ khó trúng nhiều mục tiêu. Hạng vũ thì khá cá đuối rồi, vị thế thì không còn như ngày xưa nữa. Thật sự ở thời điểm hiện tại, cái khó khi ghép cặp các chỉ huy kỵ binh nằm ở số chỉ huy có sát thương diện rộng cực kỳ đỏ anh em ạ. Cái thứ ba đó là rally kỵ binh thì bây giờ quá đuối rồi. Bây giờ chúng ta thử nghĩ xem là rally kỵ binh có ai. Justinian đúng không? Quá mờ nhạt so với CPOA hay là Adhu của hai loại quân khác. Hay là bạn đang mong chờ một chỉ huy Gen 3 như Attila. Đáng tiếc là Attila chỉ tốt khi dùng bí vật và quay sang đánh thuê cho bộ binh mà thôi. Nói chung là ở khoản rally thì ở thời điểm hiện tại kỵ binh là quá cùn rồi anh em ạ. Kỵ binh là thế, vậy còn bộ binh thì sao? Bộ binh với sự ra mắt của hai chỉ huy có sát thương trừng phạt mới, đi cùng với đó nhánh tài năng trừng phạt mới toanh thì đang thực sự giúp anh em bộ binh vừa ra khỏi hang đã lên đỉnh rồi. Còn đỉnh cao như thế nào thì hồi sau mới rõ. Vậy ưu và nhược điểm của các dân chơi bộ binh là gì? Về ưu điểm, các dân chơi bộ binh đang thực sự mạnh mẽ trong khoản đồn trú và rally, những công việc quan trọng nhất của các cuộc chiến KVK. Sở hữu cho mình món đồ mới đó là sát thương trừng phạt. Ở thời điểm video ra mắt thì bộ binh vẫn đang chiếm thế thượng phong trên chiến trường. Rally thì có CPOA kèm với Taric, kèm với Warlock hay là lưu triệt tùy trường hợp. Đồn trú thì có Gogo Hera hoặc là Gogo Attila vẫn đang xưng hùng xưng bá một phương. Đây được coi là điểm mạnh nhất của bộ binh rồi.
Về tốc độ hành quân của bộ binh thì là một thứ bạn cũng không thể xem thường, mang tiếng là chậm chạp lù đù. Tuy nhiên với bộ trang bị tăng tốc độ và quan trọng hơn là các buff tốc độ đến từ kỹ năng bị động của các chỉ huy thì bộ binh nhiều lúc chạy không khác gì mấy anh ngựa năm chân đâu. Đây là một ưu điểm cực kỳ lớn của các dân chơi bộ binh anh em nhé. Tiếp theo đó là khiên. Khiên là một kỹ năng mà bộ binh là binh chủng có rất nhiều. Khiên của Charles Martel, Alex, Pyhurt ở hai kỳ KVK đầu, Sipio Prim, Warlock ở kỳ KVK trinh phạt. Nói chung là quá nhiều khiên anh em ạ. Không chỉ có khiên cho bản thân mà còn khiên thêm cả đồng minh nữa. Mặc dù độ hiệu quả thì không quá cao về mảng sát thương nhưng mà lại giúp cho bôn chướng của bạn cứng cáp hơn khá khá. Ở mảng open field, bộ binh đang hoàn thành tốt vai trò của mình. Nếu như bạn có trong tay những vị chỉ huy bộ binh mạnh nhất như là Lưu Triệt chẳng hạn thì bạn chắc chắn là chiến thần open field rồi. Vậy khuyết điểm của các dân chơi bộ binh là gì? Đầu tiên đó là việc lựa chọn một chủ đề thành phố huyền thoại. Những chủ đề thành phố huyền thoại free thường trừ cho chỉ số bộ binh, thế nó mới đau chứ. Còn có mỗi nhà Peter là cộng phòng thủ, mà cái bộ binh cần đó là máu cơ chứ phòng thủ là quá dư giả rồi. Tiếp theo là về việc cấp cặp open field, mọi thứ của bộ binh đang đổ dồn lên đôi vai lực điền của Lưu Triệt. Lý do là bởi vì những vị chỉ huy bộ binh ở thời điểm hiện tại đa phần không có khả năng hồi nộ nhanh ở bộ kỹ năng, nếu có thì lại chỉ phát huy sức mạnh khi ghép cặp với lại Lưu Triệt, thế mới khổ. Quan Vũ thì đã khá yếu ở thời điểm hiện tại, Scipio Prim thì cũng bắt đầu cá đuối rồi, bộ kỹ năng có chuyên môn cần Quan Vũ thì mới phát huy được khả năng hồi nộ nhanh. Họa Trăng thì có Scipio A có khả năng hồi nộ nhanh hơn một chút, nhưng mà bộ kỹ năng của Scipio A lại khá hạn chế, phát huy sức mạnh chỉ có thể ghép cặp cùng Lưu Triệt hoặc kém một chút hơn là ghép cặp cùng Warlock. Nói chung là việc gì của anh em bộ binh cũng phải Lưu Triệt lo anh em ạ. Về độ đa dụng khi ghép cặp thì với mình bộ binh cũng khá hạn chế, thua thiệt so với anh em kỵ binh ở cung thủ nhiều. Nếu chỉ chơi 2 hoặc 3 đạo thì khá là ok đấy, thậm chí là nếu 2 đạo thì rất mạnh. Tuy nhiên là nếu chơi nhiều hơn thì lại cực kỳ cá đuối. Lý do thì những chỉ huy cũ của bộ binh thường có độ khó tính nhất định khi ghép cặp với những chỉ huy khác. Nhìn chung thì bộ binh đang là loại quân có ưu thế rất lớn trong các mặt trận, đặc biệt là kiểu ghép cặp sử dụng mỗi loại quân 2 đến 3 đạo, rally ngon nghẻ, đồn trú vững vàng. Open field với 2 đến 3 đạo thì quá mạnh mẽ. Nói chung điểm yếu hiện tại của bộ binh chủ yếu là phụ thuộc vào Lưu Triệt. Kiểu mỗi tài khoản được chơi 2 đến 3 con Lưu Triệt thì chắc chắn là bộ binh 10 điểm rồi. Là loại quân mang cho mình nhiều quả bắp tiềm tàng đến từ nhà phát hành, cung thủ sở hữu rất nhiều điểm lợi thế nền tảng. Vậy đâu là ưu và nhược điểm của loại quân này? Cung thủ của loại quân sở hữu rất nhiều sát thương diện rộng. Hai chỉ huy có sát thương diện rộng hình tròn đó là Di Sung Vi và Gia Cát Lượng. Sát thương nửa vòng tròn như là Hermen, Asu, Nebu. Đây là niềm ao ước và khát khao của mọi loại chỉ huy khác, đặc biệt là anh em kỵ binh ở thời điểm hiện tại. Rally hiện tại của cung thủ cũng đang khá mạnh mẽ với cặp đôi là Asu Gia Cát Lượng hoặc là Asu Henry. Những cặp chỉ huy này có sát thương diện rộng, sát thương lớn và bộ chỉ số cao. Mà đồn trú thì hiện tại đang khá cá đuối rồi. Tuy nhiên với cặp chỉ huy có sát thương chuẩn vừa mới được leak ra thì mình khá chắc là anh em cung thủ sắp cân luôn cái vụ đồn trú này rồi. Tiếp theo đó là bộ trang bị của cung thủ thực sự cực kỳ phù hợp với loại quân này. Tất nhiên là tính đến thời điểm hiện tại, còn với sự ra mắt của sát thương chuẩn thì điều này có lẽ là một nhược điểm, cơ mà mình sẽ phân tích sau. Cung thủ thì có một nền văn minh support tận răng đó là Ottoman. Nền văn minh này cho cung thủ mọi thứ mà cung thủ cần: máu, tốc độ hành quân, sát thương kỹ năng, toàn những chỉ số tốt cho mọi loại mặt trận anh em ạ. Chủ đề thành phố huyền thoại KVK1 là miễn phí và nó cũng tỏ ra vô cùng phù hợp để khuếch đại hàng tỷ sát thương diện rộng của cung thủ. Nói đến đây thì có vẻ mọi thứ liên quan đến cung thủ đều rất logic và đang tăng mọi thứ cung thủ cần. Vậy nhược điểm của cung thủ thì sao? Cung thủ chắc chắn là loại quân di chuyển chậm nhất ở thời điểm hiện tại, chậm đau chậm đớn luôn anh em ạ. Còn chậm như thế nào thì bạn cứ hình dung là bộ với kỵ đến nơi, mắc võng nằm ngủ một giấc, hoặc dễ hiểu hơn thì có khi đánh méo mặt xong thì cung thủ mới lò dò bước đến. Cung thủ chắc chắn là binh chủng yếu nhất ở KVK1, KVK2. Mình không nói đến các chỉ huy, mà do người chơi mới có thiên hướng là chọn bộ và kỵ làm binh chủng khởi đầu, thế nên là tự nhiên cung thủ nó rất là yếu ớt anh em ạ. Với sát thương chuẩn ra mắt thì bộ trang bị tăng 3% sát thương kỹ năng, cũng như là nền văn minh tăng 5% sát thương kỹ năng kia lại có vẻ không phù hợp. Đây có lẽ là một sự đau đầu nho nhỏ dành cho các dân chơi cung thủ, đặc biệt là các kỳ đồn trú. Đợi lúc nào sát thương chuẩn chính thức ra mắt thì chúng ta sẽ làm một video phân tích về lối chơi sát thương này cho anh em nhé. Cho nên là anh em nhớ like, đăng ký kênh và bấm nút chuông để không bỏ lỡ những content thú vị đấy nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mặc dù đã tồn tại rất lâu từ thuở sơ khai với những bộ cung kỵ, tuy nhiên loại quân lãnh đạo thực sự có nhiều khuyết điểm hơn là ưu điểm. Ưu điểm dễ nhận thấy nhất của loại quân này đó là khả năng đồn trú. Những chỉ huy lãnh đạo đồn trú có một sức mạnh không thể coi thường. Võ Tắc Thở ở KVK2, Di Sung Sin ở những ngày đầu xuất hiện, kéo dài đến lúc chỉ huy khác của lãnh đạo thay thế đó là Hera. Và thậm chí là Hera và Di Sung Sin vẫn đang được dùng tốt ở thời điểm hiện tại. Có thể nói Hera giờ đây đúng nghĩa là cân mọi kèo luôn. Đồn trú sát thương kỹ năng của Eleanor, Hera chơi luôn. Đồn trú sát thương trừng phạt của Gogo, Hera cũng chơi được. Sắp tới thì sát thương chuẩn của cung thủ dự là Hera cũng sẽ trung mâm luôn. Thậm chí là ra đồng vẫn ok nếu mà anh em ít tướng và chơi ở sít thấp.
Nói chung là nhóm chỉ huy lãnh đạo có rất nhiều ưu điểm về mảng đồ trú, đặc biệt là khả năng kết hợp mọi loại quân. Ưu điểm tiếp theo đó là khả năng đa dụng. Một chỉ huy lãnh đạo có thể ghép được với rất nhiều loại quân khác nhau. Rally thì không nổi bật, chứ Owenfield thì chúng ta có Mem Mẹc hay là Honda, có thể ghép cặp được với rất nhiều loại quân khác. Đồn trú thì như mình đã nói trên thì chấp mọi loại sát thương rồi. Ưu điểm là vậy, tuy nhiên nhược điểm của loại quân này thì cũng rất nhiều, mà toàn là những nhược điểm chí mạng thôi. Đầu tiên là khá giống với cung thủ, do mang mic nhiều loại quân nên tốc độ di chuyển của những chỉ huy này là không quá tốt. Cung thủ mà ghép cặp với một chỉ huy lãnh đạo thì cứ gọi là chậm hết nước chấm luôn, lù đù kinh khủng em ạ. Nên là nếu có ghép cặp thì cố đánh nhanh thắng nhanh như kỵ binh em nha. Tiếp theo về mảng Owenfield thì lãnh đạo không có chỉ huy mũi nhọn, ổn áp nhất là đi phụ cho chỉ huy của một loại quân khác. Như Mem Mẹc Honda chỉ là kép phụ trong những trường hợp người chơi thiếu tướng, chứ đủ tướng từng loại quân thì khá ít người sử dụng đến. Ngoại chăng là Mem Mẹc khá nổi bật cách đây một thời gian khi mà ghép cặp với Scipio Prim. Nói chung là Mem Mẹc tốt đấy em ạ, dùng cho những anh em mới lên KVK3 hoặc là chơi sít thấp là quá tuyệt vời đấy. Những yếu tố nền tảng của loại quân này thì cũng không quá tốt, trang bị thì chỉ số thấp hơn, nhà huyền thoại cũng ít, chủ đề thành phố không có, nói chung là tất cả đều ở mức cơ bản thôi. Và nói chung quan trọng nhất lãnh đạo là ít tướng tài, tài thì toàn đi đồn trú rồi, chứ rally và đánh đồng cùi bắp lắm em ạ. Tướng lãnh đạo mà ngon thì ai chẳng muốn lên đúng không em. Tuy nhiên loại quân này lại có khá nhiều thứ để nói. Được cái là những người chơi lên tướng công trình thường là những người chơi đã dư giả về số lượng tướng, muốn tìm một loại cảm giác khác. Chứ còn với anh em 2P thì đa số vẫn là ba loại quân kia thôi. Anh em muốn xem ưu nhược điểm và cách xây dựng lối chơi công trình thì có thể tham khảo lại video này của mình nhé. Và đó là video phân tích về ưu nhược điểm của ba loại binh chủng trong trò chơi này. Bạn thấy sao về ba loại binh chủng này? Còn thiếu ưu hay nhược điểm nào không? Hãy để lại ý kiến dưới phần comment nhé. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một đăng ký kênh và bấm nút chuông để cổ vũ chúng mình ra nhiều content hay ho và thú vị hơn nữa. Còn bây giờ mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.